Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Chúa Nhật ngày 22 tháng 8, Chúa Nhật thứ 21 quanh năm, năm Phụng Vụ B, ý lễ, lời Chúa chính là lời hằng sống. Các ngày lễ trong tuần này gồm có thứ Hai ngày 23 tháng 8, Thánh Rosalima, Trinh nữ. Thứ Ba, ngày 24 tháng 8, Thánh Bartolomeo, Tông đồ, lễ kính. Thứ Tư, ngày 25 tháng 8, Thánh Louis và Thánh Giuse Calasan, linh mục. Thứ Sáu, ngày 27 tháng 8, Thánh nữ Monica, lễ nhớ. Thứ Bảy, ngày 28 tháng 8, Thánh Augustino, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Trong thánh lễ hôm nay, xin quý vị và anh chị em cùng hiệp ý với linh mục chủ tế cầu nguyện cho các ý chỉ sau. Xin cầu cho các linh hồn mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Sơ Maria Phạm Thị Xuyến, dòng Đa Minh Bùi Chu, linh hồn Sơ Teresa Nguyễn Thị Kim Ánh, dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, linh hồn ông cố Vincente Đinh Khắc Quán và bà cố Maria Nguyễn Thị Mùi, thân phụ mẫu của linh mục Alfonso Đinh Khắc Phú, dòng Chúa Cứu Thế. Linh hồn bà cố Maria Huỳnh Thị Hương, thân mẫu của linh mục Giuse Trương Diễn, dòng Máu Châu Báu Đức Kitô. Linh hồn bà cố Maria Nguyễn Thị Vào, thân mẫu của linh mục Hà Ngọc Phú, dòng Chúa Cứu Thế. Linh hồn bà cố Marta Lê Thị Tiền, linh hồn Jacobe Nguyễn Hoài, linh hồn Augustino Lê Huy Đức, linh hồn Anna Diệp Thị Đời, linh hồn Margarita Nguyễn Thị Hạnh, linh hồn Phêrô Nguyễn Tấn Đức, linh hồn Anna Nguyễn Thị Hồi, linh hồn Phaolô Trương Văn Phát, linh hồn Maria Nguyễn Thị Huệ, linh hồn Phêrô Trần Hữu Trí, linh hồn Maria Nguyễn Thị Kiều Lương, linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Vịnh, linh hồn Đa Minh Nguyễn Chí Thiện, linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Tinh, linh hồn Cecilia Thùy Trâm, linh hồn Maria Nguyễn Thị Thê, linh hồn Teresa Nguyễn Thị Mến, linh hồn Maria Phạm Thị Hiên, linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Tĩnh, linh hồn Maria Bích Thủy, linh hồn Maria Trần Thị Nữ, linh hồn Anna Bùi Thị Kim Vân, linh hồn Đa Minh Trần Ngọc Huỳnh, linh hồn Phêrô Thân Trung Nguyên, linh hồn Andre Trần Văn Đức, linh hồn Andre Trần Tấn Nguyên, linh hồn Andre Trần Tấn Hùng, linh hồn Anna Nguyễn Thị Cúc, linh hồn Inê Bùi Thị Thanh Thủy, linh hồn Nguyễn Thị Phẩm, linh hồn Giang Văn Nguyên, linh hồn Nguyễn Huỳnh Mai, linh hồn Nguyễn Hoàng Vũ, linh hồn Nguyễn Anh Vũ, linh hồn Giuse Triệu Tên, một linh hồn Augustine, một linh hồn Rosa, một linh hồn Marco, một linh hồn Đa Minh, một linh hồn Teresa, ba linh hồn Maria, một linh hồn Phêrô, hai linh hồn Anna, một linh hồn Matthew. Xin cầu cho các linh hồn mới qua đời tại những nơi khác, linh hồn linh mục Giuse Vũ Văn Thơ tại Pháp, linh hồn Anna Phạm Thị Ngọc Hà tại Úc, linh hồn Anna Trần Thị Tần tại Mỹ. Lễ dỗ 50 ngày, xin cầu cho linh hồn bà cố Anna. Lễ dỗ 100 ngày, xin cầu cho linh hồn Anton Nguyễn Đức Long. Xin cầu cho linh hồn Maria Vũ Thị Thanh Xuân, linh hồn Maria Vũ Thị Cúc, linh hồn Giuse Nguyễn Đức Mạnh. Lễ dỗ 1 năm, xin cầu cho linh hồn Đa Minh Trần Văn Bài, linh hồn Đa Minh Nguyễn Ngọc Quang. Lễ dỗ 2 năm, xin cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn Đình Thắng, linh hồn Gioan Bautista Trần Văn Đức, linh hồn Catarina Dung Hạnh, linh hồn Anna Lai Thị Anh. Lễ dỗ 3 năm, xin cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Mai, linh hồn Đa Minh Nguyễn Văn Phụng. Lễ cầu hồn, xin cầu cho hai linh hồn Giuse và hai linh hồn Maria, ông bà nội ngoại Sơ Hiếu, FMA. Linh hồn cha Matthew Phạm Hảo Kỳ, linh hồn cha Phaolô Phạm Văn Hội, linh hồn cha Giuse Nguyễn Vinh Thiên, linh hồn cha Gioan Bautista Nguyễn Trinh Đoàn, linh hồn Maria Nguyễn Thị Dậu, linh hồn Micae Ngô Hiệu,
linh hồn Giuse Nguyễn Văn Ngọc, linh hồn Inne Trần Thị Em, một linh hồn Marco, 22 linh hồn Phêrô, 5 linh hồn Phaolô, 5 linh hồn Anton, 6 linh hồn Damin, một linh hồn Francisco, 2 linh hồn Francisco Xavier, một linh hồn Marta, 4 linh hồn Gioan Bautista, 3 linh hồn Vinh Sơn, 22 linh hồn Giuse, một linh hồn Rocco, 3 linh hồn Thomas, một linh hồn Isave, một linh hồn Tommaso, 36 linh hồn Maria, 4 linh hồn Rosa, một linh hồn Andre, 6 linh hồn Teresa, một linh hồn Anne, 17 linh hồn Anna, một linh hồn Catherine, một linh hồn Catalina, một linh hồn Agnes, một linh hồn Marta, một linh hồn Beda, một linh hồn Lorenzo, một linh hồn Lucia. 14 gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân nội ngoại. 8 gia đình xin cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. 6 gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Xin cầu cho các linh hồn đã qua đời vì COVID-19. Các ý lễ khác. Xin cho quý sơ bị nhiễm COVID sớm mau bình phục, đặc biệt là các sơ dòng Phaolô Sài Gòn. 5 gia đình xin lễ tạ ơn, 12 gia đình xin ơn bình an, đặc biệt trong mùa đại dịch COVID-19. 3 gia đình xin ơn chữa lành, 3 gia đình xin ơn hoán cải, 3 gia đình xin ơn như ý, 1 gia đình xin cho chồng đang trực chiến ở bệnh viện, không về nhà được, được mau trở về mạnh khỏe và bình an. 2 gia đình xin cho 1 thai phụ và thai nhi được bình an khỏe mạnh. Xin ơn chữa lành các bệnh nhân COVID-19. Xin cho Việt Nam, cách riêng cho Sài Gòn và thế giới sớm thoát khỏi dịch bệnh COVID-19. Xin cho các bác sĩ, nhân viên y tế, thiện nguyện viên và các nhân viên tuyến đầu được bình an trong khi phục vụ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện trên ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong suốt 5 tuần lễ vừa qua, từ Chúa Nhật thứ 17 cho đến Chúa Nhật 21 hôm nay, chúng ta đã lần lượt nghe trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 6 nói về diễn từ bánh hằng sống. Chúa Giêsu tự xưng mình: thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Thưa anh chị em, mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta được mời gọi để múc lấy hai màu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Đó là bàn tiệc của lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Để rồi chính trong tình yêu này,
mà đã làm cho ta hiệp thông trọn vẹn với nhau giữa Thiên Chúa và bản tính con người. Vì thế, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta xin Chúa tha thứ và thanh tẩy lòng trí mỗi người chúng ta khỏi tất cả những gì lỗi phạm đến đức công bằng và tình yêu thương, làm ngăn cản sự hiệp thông của ta với Thiên Chúa và anh chị em mình trong đời sống. Xin chúng ta hãy thú nhận tội lỗi chúng ta để giờ đây chúng ta bước vào tham dự thánh lễ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa,
để đời sống giữa cõi thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi. Bài trích sách Giô-sê. Hồi ấy, ông Giô-sê quy tụ ở Si-khem mọi chi tộc Israel và triệu tập các kỳ mục Israel, các thủ lãnh, thẩm phán và ký lục. Họ đứng trước nhan Thiên Chúa. Ông Giô-sê nói với toàn dân: nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông cả, hoặc là các thần của người Emori mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa. Dân đáp lại: chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác, vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi. Giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Về phần chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Đáp ca, xin mời cộng đoàn cùng hát. Chúa thiên hảo thay, phúc ai tìm nương tựa Người. Các bạn hãy đến và xem, cho biết Chúa thiên hảo thay, phúc ai tìm nương tựa Người. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. Các bạn hãy đến và xem, cho biết Chúa thiên hảo thay, phúc ai tìm nương tựa Người. Bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, Chúa chi từ, Chúa đã thương nghe che chở đời tôi. Các bạn hãy đến và xem, cho biết Chúa thiên hảo thay, phúc ai tìm nương tựa Người. Hãy hướng về Chúa vui mừng lên, bạn không hổ người bé mặt, Chúa cứu trong khổ sầu, thoát mọi lo âu trong cảnh bể dâu. Các bạn hãy đến và xem, cho biết Chúa thiên hảo thay, phúc ai tìm nương tựa Người. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em,
vì lòng kính sợ Đức Kitô. Anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh. Thân thể của người và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hàng xóm, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa. Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã tuyên bố: Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cả anh em nữa, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ:
anh em cũng muốn bỏ thầy đi hay sao? Thưa quý ông bà và anh chị em, có một triết gia đã từng nói thế này: khi ta lựa chọn là ta phải chấp nhận một sự hy sinh. Suy nghĩ về sự hy sinh, con có kể câu chuyện như thế này. Có một người được yêu cầu viết ra tất cả những người mà anh đó yêu quý nhất, cần thiết nhất trong đời sống của anh. Anh ta viết ra khoảng 12 người, 20 người. Sau đó anh ta lại được yêu cầu bỏ đi, bớt đi 10 người. Rồi lại một nửa nữa, cuối cùng còn lại chỉ 4 người mà thôi: cha mẹ, vợ và con của anh ta. Lúc này anh lại tiếp tục phải đối diện với sự lựa chọn nữa: từ bỏ ai bây giờ? Anh chọn ba mẹ, còn lại vợ và con. Một lần nữa anh lại bị yêu cầu bỏ một trong hai người. Và với nhiều lý lẽ, suy nghĩ theo chiều hướng và chiều kích của con người, và cuối cùng anh đã bỏ con, giữ lại vợ mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, câu chuyện này chỉ có tính cách minh họa mà thôi, nhưng đã nói lên một phần nào của tầm quan trọng trong việc chọn lựa của mỗi con người chúng ta. Đời là một chuỗi những sự chọn lựa và quyết định cho tương lai. Khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng, chúng ta phải làm một sự chọn lựa cho mình. Hôm nay mình ăn cái gì, uống cái gì và mặc cái gì cho hôm nay? Trước ngưỡng cửa vào đại học, ta phải lựa chọn đúng ngành nghề cho bản thân, chọn trường để học sao cho phù hợp với khả năng của mỗi con người. Đó là một sự lựa chọn. Rồi khi ra trường, ta lại phải chọn lựa giữa việc lập gia đình, đi tu hay là sống độc thân. Đời là một chuỗi những sự chọn lựa cho tương lai của mỗi chúng ta. Trong những sự lựa chọn này, đã có rất nhiều lần ta phải đối diện với những lựa chọn hết sức là quan trọng và quyết liệt cho đời sống, bởi vì nó mang tính quyết định cho những quyết định về tương lai sau này của ta. Cho nên sự lựa chọn rất là quan trọng cho đời sống của mỗi chúng ta trong tương lai và hiện tại. Chọn lựa Chúa hay từ bỏ Chúa? Đây là chủ đề rất là quan trọng mà giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta suy niệm trong các bài đọc của Chúa Nhật 21 thường niên 5B hôm nay. Chúng ta vừa nghe bài đọc thứ nhất, ông Joshua đã mời gọi dân chúng và yêu cầu dân chúng phải chọn lựa một trong hai. Ông nói như thế này: nếu các người không muốn tôn thờ Thiên Chúa nữa, các người có quyền chọn lựa. Phần tôi và gia đình của tôi, chúng tôi sẽ chọn lựa Thiên Chúa, ông Giô-sê nói với dân chúng và những người Do Thái như vậy. Rồi qua bài Tin Mừng, Thánh Sử Gioan cũng đã ghi lại cho chúng ta rất rõ điều này. Từ bấy giờ, có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Chúa nữa. Đây cũng là một sự lựa chọn của các tông đồ. Bởi vì những điều Chúa dạy về bí tích thánh thể: ai ăn bánh này thì sẽ được sống trường sinh. Khi các môn đệ nghe điều đó thì các ngài cảm thấy chướng tai quá. Chướng tai quá, ai mà chịu nổi, ai mà chấp nhận nổi. Từ đó một số người đã rút lui. Thưa quý ông bà và anh chị em,
Chọn lựa đã khó, nhưng theo Chúa lại còn khó hơn nữa. Nhiều môn đệ đã không theo Chúa vì đã không hiểu được giáo lý của bí tích thánh thể mà Chúa đã truyền đạt. Nhưng bên cạnh đó, ngày hôm nay, nhiều người đã bỏ Chúa vì những lý do rất là tầm thường, có thể nói rất là tầm thường, như nhu cầu vật chất, hay có người chỉ vì một lý do này không thích các linh mục hay ghét những người này người kia mà không đến nhà thờ nữa, bỏ giáo hội. Đó là những lý do rất là tầm thường và khó chấp nhận, thưa quý ông bà và anh chị em. Con còn nhớ trong một cuộc tĩnh tâm, một linh mục giảng tĩnh tâm cho Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Melbourne, Úc Châu này. Ngài nói thế này: vì để giữ được đạo, để theo Chúa, nhiều người Việt Nam đã phải bỏ quê hương của mình, sang được bến bờ tự do là Úc Châu. Nhưng nếu không cẩn thận và để ý kỹ, thì nhiều người trong chúng ta lại bỏ Chúa vì những nhu cầu vật chất rất là tầm thường trong đời sống. Ngài đã nói như vậy và cảnh cáo chúng ta như vậy về vấn đề lý do rất là tầm thường về vật chất mà chúng ta chưa thực sự quan tâm đến lời hằng sống của Chúa. Thưa anh chị em, trở lại bài phúc âm và bài đọc thứ nhất, câu hỏi mà ông Rosé đã hỏi người Do Thái về sự chọn lựa và câu hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt cho các tông đồ trong nhóm 12 tông đồ trong bài tin mừng hôm nay: cả các con cũng muốn bỏ thầy đi hay sao? Ông Phêrô đại diện cho nhóm 12 tông đồ đứng lên trả lời một cách minh bạch và rõ ràng nhất mà chúng ta vừa được nghe trong bài tin mừng. Bỏ thầy, ông nói, chúng con biết đi theo ai? Chỉ có thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Kính thưa anh chị em, lời tuyên xưng của Thánh Phêrô có giá trị đặc biệt trong lúc mọi người đang gặp khủng hoảng và một số môn đệ dần dần bỏ đi nơi khác không theo Chúa nữa. Một giá trị rất quan trọng. Trong lúc tin tưởng, khi thời cơ thuận lợi thì có thể là rất dễ dàng, nhưng vẫn tin tưởng gắn bó với Chúa trong những lúc gặp khó khăn, thử thách thì đó là một niềm tin chân chính và đáng trân trọng. Thưa anh chị em, hành trình đức tin theo Chúa của mỗi chúng ta chắc chắn sẽ không khác gì hành trình đức tin của các tông đồ khi xưa. Có những thời gian thuận lợi, ta thấy niềm tin thật là dâng cao và mãnh liệt, có thể tuyên xưng lời như Thánh Phêrô: bỏ thầy, chúng con biết đi theo ai? Chỉ có thầy mới có lời ban sự sống. Đó là một lời tuyên xưng mãnh liệt. Khi ấy lời Chúa là những lời êm ái và rất ngọt ngào, làm phấn chấn lòng của chúng ta. Nó mang đến cho ta một niềm vui thật là lớn lao, một niềm bình an trong tâm hồn và hy vọng. Vì Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Nhưng những ngày u ám có thể xảy ra trong chúng ta bất cứ lúc nào. Con lấy một ví dụ là về vấn đề coronavirus. Coronavirus 19 đã biến đổi cuộc sống của chúng ta thành những cuộc đời khác, có thể trở thành một cuộc đời khác. Bởi vì chúng ta phải sống một cách đối phó hoàn toàn với con người và với coronavirus. Đây là những thời gian rất là tăm tối. Lúc này ta cảm thấy niềm tin thật là lung lay và chao đảo. Đó là khi ta phải gặp thử thách. Lúc ấy lời của Chúa làm cho cuộc đời của ta mất đi sự bình an,
Lời của Chúa gõ vào tính tự ái của mỗi con người, tự cao và tự đại của chúng ta. Rồi lời của Chúa gõ vào sức mạnh và sức khỏe của chúng ta. Lời của Chúa gõ vào tài sản của chúng ta nữa. Hay lời của Chúa như lưỡi gươm đâu thấu tâm hồn của ta, tạo ra những vết thương sâu thẳm không bao giờ ngưng rỉ máu. Những lúc ấy ta cảm thấy bị cám dỗ. Từ đó Chúa và lời của Chúa như những người Do Thái mà chúng ta vừa nghe hôm nay, chúng ta dần dần bỏ đi và không theo Chúa nữa. Đó là lúc chúng ta cảm thấy lời Chúa không còn ý nghĩa trong cuộc đời. Kính thưa anh chị em, trong những giờ phút gặp gian nan thử thách như thế, ta hãy nhớ đến những lời tuyên xưng của Thánh Phêrô thật là chắc chắn mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay. Niềm tin xưng trong đau đớn thử thách mới là một niềm tin vững chắc và đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. Sự trung tín vượt qua được những cơn khủng hoảng mới minh chứng được một tình yêu chân thực. Trong những giờ phút tăm tối như vậy, chúng ta hãy mạnh dạn đứng lên tuyên xưng như lời Thánh Phêrô đã nói hôm nay: Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đi theo ai, Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đứng đầu thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu đóng đến vào thâm xa vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chiêu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, tin vào Thiên Chúa hằng sống và đón nhận đấng mà Người sai đến là điều kiện để con người được sống đời đời. Cộng đoàn chúng ta hãy cảm tạ Chúa và tin tưởng dâng lời cầu xin. Thánh Phêrô tuyên xưng:
Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị chủ chăn và mọi thành phần trong hội thánh luôn can đảm tuyên xưng và trung thành bảo vệ đức tin tinh tuyền được thừa hưởng từ các tông đồ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các dân tộc và quốc gia trên thế giới biết cảnh giác trước xu hướng hưởng thụ vật chất của con người thời đại và luôn quan tâm cổ vũ những giá trị thiêng liêng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi Kitô hữu luôn xác tín với chọn lựa căn bản rằng chỉ có Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, để luôn trung thành bước theo Người trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch chống Covid. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết diễn tả niềm tin và sự trung tín với Chúa Kitô qua đời sống yêu thương, phục vụ và chia sẻ với những người chung quanh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin chúc lành cho những điều chúng con ước nguyện và giúp chúng con luôn trung thành bước theo con một Chúa, hầu xứng đáng được hưởng sự sống và hạnh phúc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện đây lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ đôi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa từ nhân, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Giêsu Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình anh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay đổi quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo, và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, cái kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lai,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, được Cha gì lên, ý Cha về đến dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Nguyện uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, lòng Thiên Chúa đơn xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, lòng Thiên Chúa đơn xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con
ban mang. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể. Xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hướng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Xin chưa che chưa bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan tiêu thôn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sang lang. Hàn chứa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thân trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thân cực tình rất thân Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thân Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thân từ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.